tất cả những người lên phát biểu thường nhắc nhở đến hai câu nối của quảng trường. Và thầy Quế đã nhìn thấy những cái điều đó và thầy Quế có gửi cho mình một cái thơ để nói rằng cái việc này nên nhắc lại ý nghĩa của hai cái câu đó. Thành ra mình hứa với thầy Quế là mình sẽ viết một cái bài, và cái bài đó đã đăng trên cái tờ báo Hồ Quốc Thủy của chúng ta.